Hi, xin chào, khỏe không? Ăn cà phê có chán không? Có ngán không? Đào quá, đào nhiều nhiều. Sáng thức dậy, rồi đi bệnh viện. Sau khi cái khám bác sĩ cấp cứu này chỉ là gần 20 đô mà thôi, cộng luôn thuốc men. Lúc mà sửa lỗ mũi nên cử kiêng, không nên hút thuốc, không nên ăn uống, và quan trọng nhất là không nên uống rượu. Nhưng mà chắc bạn này đâu có uống nhiều được. What? That's it? That's all you know. That's all I know. Cà phê cước chồng cũng uống cũng được, nhưng mà mình nghĩ là cà phê cước chó có thể ngon hơn. Dog? Yeah. Dog coffee.
Check what